Xin chào các bác nhá. Em tiếp tục lên cho các một con bình đun nước nóng cho mùa đông. Đấy, hay là mùa nào đó em thật sự các bác thì cái này thì mùa nào các bác đun được mà. Mùa nào cũng cần. Bởi vì là cái này thì các bác nếu bác nào mà hay uống nước chè ấy, thì gần như là thường xuyên. Đấy, bác nào mà ví dụ là cao nhân về chè thì lại càng phải mua những con như thế này bởi vì là mình kiểm soát nhiệt độ. Đấy, pha trà nó là một cái gì đó, là một cái thú chơi quá. Nếu như bác nào uống nhiều nó gần gần như là một cái thú chơi ấy, bởi vì là nó cần phải có đủ nhiệt độ. Từng loại chè nhá, nó sẽ có từng loại nhiệt độ khác nhau các bác nhá, chứ không phải là uống chơi chơi đâu. Đấy, còn nếu bác nào uống đơn giản cũng được. Cứ để nước về 90 độ là pha ok, bởi vì nhiệt độ của trà xanh thì nó chỉ cần từ 90 thôi mà. Đấy. Thì đây là một con bình thủy Lathiolan, hàng nội địa của Nhật, dòng 3 lít, thoải mái để các bác uống nhá. Đấy. Mùa đông này thì ai cũng sáng dậy thì ai cũng cần một cốc nước ấm đúng không ạ? Đấy, nhất là những bác làm mà cẩn thận thì rót ra một cốc nước ấm này, kèm theo đó là một ít mật ong, hoặc là cái mật ong mà ngâm quất hay là ngâm chanh. Đấy, nếu bác nào không thích vị chua thì mình có thể lấy mật ong ngâm với cả mật ong không thôi, mật ong thuần khiết. Mình cho một ít vào đây, sau đó mình cho ít nước 90 độ hoặc 98 độ, 60 độ, 80 độ này vào. Đấy. Cái nhiệt độ ở đây là 60, 80, 90. Đấy thì là nó là sau khi nước đã sôi nó mới về chế độ ủ các bác nhé. Còn bình thường nước nó sẽ sôi nhé, nó sẽ sôi lên 100 độ. Sau khi sôi 100 độ tầm khoảng 50 phút sau thì nó bắt đầu nó mới đưa về chế độ ủ. Thì ủ ở đây thì tùy theo cái nhiệt độ mình cần. Ví dụ như các bác đây là đun lại này. Đấy, còn đây là điều chỉnh giờ này. Còn đây là chọn mức này. Đấy, đây là các bác ví dụ mà ủ ở đây là 60 độ này. Ủ 80 này, đấy, hay là 98 này. Đấy, 98, 90 này, 80 này, đấy, 60 này. Nói chung là tùy theo cái nhiệt độ mình mong muốn. Đấy, ở đây thì các bác có thể để nước pha trà là khoảng 90 độ C thôi. Còn nếu bác nào ăn mì tôm thì pha 98. Đấy, còn cái riêng cái nước nóng này nhá, thì lúc nào nó cũng đưa về đun sôi ở mức độ 100%, tức là 100 độ C. Đấy, làm chín nước xong, sau đó nó mới quay lại chế độ ủ nhá. Chứ không phải là nó đun đến 90 độ hay là đun đến 80 độ là nó ngắt đâu. Cái bình thủy luôn luôn là gì, nó sẽ đun về cho chín nước, và muốn chín được nước thì ở nó là một nhiệt độ là 100 độ C. Sau khi đun chín rồi thì nó mới đưa về chế độ ủ của nó nhé. Đấy. Thì ở đây nó có cái mức điều chỉnh các bác này. Ở đây sẽ là điều chỉnh là thang nhiệt độ ủ. Vì các bác cần nhiệt độ bao nhiêu thì mình để với nhiêu. Đây là hẹn giờ. Đấy. Các bác hẹn giờ được chưa ạ? Còn đây là đun nước lại, tức là mình sẽ ấn vào đây nó sẽ đun nóng lại từ đầu. Đấy, nó sẽ đun lại là về 100 độ C. Đấy. Còn khi sử dụng thì các bác không cần, các bác chỉ cần kết nối điện là nước nó sẽ tự, máy nó sẽ tự động đun nhá. À, đây là chế độ mở khóa này. Mở khóa rồi thì các bác mới rót được nước nhá. Đây. Sau khi mở khóa xong thì các bác mới rót được này. Đấy. Đó. Sau khi mở khóa xong thì các bác mới có bơm ra được. Còn khi các bác chưa mở cái khóa đỏ này thì nó chưa đun được thì chậm. Đây là ấn để ra nước này. Muốn ấn được cái này ra nước thì mình phải gì ạ? Mở khóa này, đấy. Nó tắt như này thì các bác ấn không có tác dụng nhé. Khi nào mà ấn vào đây, đấy, mở khóa này. Đó, thì lúc đấy là nước nó mới ra. Còn đây là chọn chế độ, nhiệt độ. Đây là hẹn giờ. Đây là để đun lại nước. Đấy. Con bình thủy 3 lít này thì của Lathiolan này thì em báo giá luôn nhé. Con này để các bác giá là 630k. Đấy, dòng 3 lít 630k. Hàng còn nói chung là rất ok, tuyệt vời. Đấy. Cái dòng này đun nó tiết kiệm điện các bạn, cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Đấy, con này dòng riếc là còn ngon. Đấy, dòng riếc còn ngon. Bên trong cũng rất là đẹp. Đấy, so với hàng bãi là quá tuyệt vời luôn này. Dòng riếc còn quá ngon. Đó, đấy thì bác nào mà chốt con bình thủy Lathiolan này thì alo cho em. Đấy, con mã này là CBH30. Đấy. Giá là mở khóa này. Đó. Giá con này em báo rồi nhé, là 630k. Bác nào chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Đây các bác nhá. Đấy. Đây nó sẽ đun sôi về 100% này. Đấy, nước sôi ở chế độ 100 nhá, 100 độ C này. Đấy, và sau khi là 100 độ C thì nó sẽ báo đèn đỏ ở đây nhá. Đấy, là nước bắt đầu sôi này. Đấy. Ở đây em quay nó vướng bóng đèn này, nó hơi chói một tí, các bác thông cảm nhá. Đấy, thì sau khi nó sôi được tầm khoảng 5 đến 10 phút thì bắt đầu nó sẽ đưa về chế độ ủ các bác nhá. Nó sẽ đưa về chế độ ủ. Và mình đặt ở chế độ nào? Ví dụ như em đặt nước ở đây là 98 độ C thì nước nó sẽ về 98 độ C. Còn nếu như em đặt nó về là gì ạ?
90 độ C thì nó sẽ về 90 độ C. Đấy, nó là tùy theo cái mình cài đặt. Đó, thì bác nào chốt con này thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.